Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Wolfenstein nha các bạn. Ok, bữa trước là mình cướp nguyên cái tàu lửa chứa vũ khí luôn. Bây giờ mình đã chui vô trong một trái tên lửa rồi. Để coi mình bấm E để mở ra nó ra. À, mình chui vô trong cái đầm đạn luôn các bạn. Từ từ, có súng khác không? Ừ, lấy cây này đi. Cắn nòng giảm thanh vô. Ôi không có đồ phóng, mình không có đồ phóng. Từ hả, ở đây không có con chó nữa ta. Là gì, có giáp không? Không có giáp luôn. Thấy hả? Ủa mà không thấy sao á? Gì? Cái này không thấy mình sao ta? Từ từ cái cửa. Nó có nhiều đường lắm. Từ ở đây có giáp. Ờ, có máu và giáp. Máu gì ta? Rồi. Ừ, bản đồ nè. Được. Ok. Rồi. Một giáp. Cứ đi từ từ thôi. Ủa, hết đạn luôn rồi. Bà mẹ, hết đạn luôn rồi. Oh shit. Vô. Vô. Ồ. Được khóa. Không, mình không nhớ là cái đầu đạn của mình nó dẫn mình tới đâu luôn á. À, edit mà kho. Gì đây, giáp nè. Giáp nè. Lựu đạn. Ở dưới mà kho nữa nè. Máu nè. Mình đang cần giáp rồi nè. Gì đấy? À, khay vàng nè. Rồi vô hết cửa luôn. Trời. Xuống này thì hết mẹ đạn rồi. Cự ly gần này, lấy sóc gần ra bắn cho nó sơm tụ. Có 20 viên. Rồi, mở cửa. Mình đang ở dưới cái tàu ngầm hết ta. Nhìn giống vậy. Bên dưới này có ai không? Giáp này. Gì á? Ai à, dạ. Đóng cửa mẹ nè. Không chưa? Ôi, không được rồi. À, đạn gì mà sao nó bắn ghê vậy? Lấy súng rồi tao bắn với mày luôn. Còn 8 máu gì trời. Ôi. Lúc đầu mình cầm cây kia mình bắn được rồi. Cầm cây laser bắn. Đối với mấy cái thằng mà mặc giáp mà vậy, cầm cái cây laser đó thuận lợi hơn. Đâu rồi. À. Phá mỏm thằng nè. Chết nè, thấy không? Đơn giản không? Còn thằng nữa. Nè. Khóa mỏm nè. Nữa hả?
chết mẹ hết rồi. Đạt sạc lên cái. Nó bởi gì? Cái cây là dè bắn mấy thằng mặc giáp lợi lắm. Ui. Nó gặp mình nó hết hồn. Mình hết rồi. Sạc. Mình hơi bị thích cái súng này luôn á. Hơi bị chuẩn. Ôi ôi, bắn mấy nhầy luôn rồi. Mau. Không có giáp. Full nè. Thôi. Thôi leo lên thôi. Giáp. Nó hay gửi mấy cái đoạn hội thoại nhưng mà mình lười coi quá. À, cái này phải cắt. Đưa mình cái súng, mình cái súng gì vậy ta? À, hình như hai cái shotgun. Ui, mày giáp mày ơi. Ủa. Mấy con ngựa thiết giáp. Nó đứng trên này nè. À, không phải. Vô. Đổi súng. Bắn bể đầu còn sống không? Ù chết rồi. Cái gì đạn bi nữa. À, mình thấy đỏ đạn bi nè. À, bắn đạn bi các bạn. Cái đạn này cũng ghê vãi luôn á bạn. Cái đạn này nó phù hợp với trong cái mấy cái phòng á. Hết máu giáp đi. Sạc cái. Nó phù hợp ở trong mấy cái phòng á, bắn vô mấy cái gì đạn a băng thế nào cũng trúng. Enid mà kho. Máu nè. Mấy chơi cái này không để ý máu đi nhanh quá. Full hết rồi. Giáp. Rồi. Cầm cây gì đây? Còn có 5 viên vậy. Gì đây? Đạn súng lục. Ừ, ở đây có cái gì xích cắt này. Đi vòng vòng lượm hết đồ.
cả thả này lên chi ta. Rồi. Liên lạc với căn cứ. Cats in the bag. Bags in the river. Keep the channel open, Blazkowicz. Cứ giữ cái kênh đó. Đồng đội đang tới các bạn. Cái này đâu phải ngoài biển đâu, cái này là trên con tàu. Cái này không phải là dưới đáy biển mà trên con tàu các bạn. Nuclear cannon. Đó. Bây giờ mới lặn xuống nè. The decryption keys to the nuclear cannon to his grave. Why? It won't fire. Not the nuclear warheads, no. There I was planning to ram a big proper atom bomb down Death's Head's throat. So let's find decryption keys. The actual physical nuclear decryption keys are not kept on planet Earth. They're stored at the Nazi lunar base. You war captains are required to learn them by heart. With the lunar base is the most secure facility the Nazis have. It's where they do all their top secret research these days. What's your point? Caroline and Anya are working on a bunker HQ. Ingelach, where are you? Rồi, xuống tới cái cửa rồi. Ui, các bạn. Cái hát cái gì vậy? My father taught me this rhyme as a child. There are many other songs for different places. One old cockadoodle do. You fancy that? Oh, cái gì vậy? You should move out of the way. Move. Oh, fuck me. À, nó mở cửa rồi nè. Rồi, cái cửa này mở rồi chắc luôn. Này phi gót nè, còn ông này set gót thì chạy già. Rồi chui vô thôi. Đồ cái này là gì ta? Bấm nút. Cái này có thuốc nước nè ông ta. I tell you, I have waited for this moment. There was many among us who wanted to even the balance of the war. But things happened fast. Our gatekeepers knew that. Cái này là cái tàn tích cổ hay sao đó. Còn mình đi chung với tụi nó cho chắc. We had begun to transfer much knowledge to the governments who fought the Nazis, and there was hope. For a time, there was hope. Till the Nazis dropped the atom bombs. Well. Bởi vậy mới đầu cho nên cái ông Seth Roth này là ông lấy cái công nghệ từ trong cái đế chế cổ đại mà. Nó coi công nghệ của nó kìa. Giờ sao? Chỉ cần bước vào trong thôi. Đây có ba cái buồng này. À, biết cái nào khác nhau. Vãi. Rồi bước vô thôi. Đó, nó rút nước đi nè. Không biết cái này có lít đất không nữa. Ôi. À, ba cái bồn này y như nhau mà. À, nhờ cái công nghệ này đám đất nó không có tiên tiến thì sao được. Jesus Christ. What the hell is this thing? This is the secret vault. Một cái hầm bí mật tạo ra một cái luồng từ trường, một cái vùng từ trường các bạn. Cái này là nó kiểm soát từ trường. Okay, are you ready? 1, 2, 3, go. Ui, nó dựng hình cái bậc thang kìa. Đưa cho nó cái vũ khí laser. There. This is just your prism to make your laser beam attuned to the proper frequency.
And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. Để từ. I will work to get this thing going. What? This is this. This is an ancient place. One of many. It doesn't use it. It built places like this before mankind knew of the comet. You have people nhưng mà có chỗ sạc không ta? Anything is possible. Từ từ nha, bắn hết rồi có chỗ sạc không nữa. 2-1. Rồi đi lên. Rồi. Chết. Má ơi nó. À mình tưởng nó nhốt mình chứ. Hết hồn. Rồi, cái này giống như cái thang máy mà. Đó, nó hồi cần. À, chỉ ra nè. Sạc sao? Thì cái này sạc lại được luôn, ngon. Rồi, ấn nút hả? Ơi. Má tụi nó ép mày luôn chứ. Mình mở được cái achievement gì kìa. Gì đây? Ở đây mình lấy được. Gì đây? Mình chơi. Anything that is useful to you, you may take. Just remember, you are in a sacred space. Ôi, nó giữ mấy cái bí mật ở trong này nè. Mình có thể đi lượm. Đây. Yeah, I'm doing well. This water's grown a little. Come in. Hey, what you got, Caroline? We have a lead on those decryption keys for the nuclear camp. Nhét cái viên nó vô. Anya, it's a troop transport train recalled from the Africa front. On board is the chief research scientist for Death's Head's latest generation super soldat program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new super soldat. The intercepts the troop transport train, locates the chief research scientist, steal his identity and use it to permit Blaskovich to take his seat on the lunar shuttle. Once you're at the lunar base, you need to find the nuclear encryption keys and bring them back to Earth. Who'd intercept a high-speed Nazi troop transport train? Hình như có một cái trụ sở của lính Đức ở trên mặt trăng nữa. Any ideas? We can use this one. This is very, very powerful. Where in English you can call it. I mean, how's that spindly talk? You drop this in front of the train, this will stop anything. Excellent. Leave right away, and the train is en route. Fuck me. Oh, no, you're thinking, Blasco. No chance. I'm keeping this thing. You give that to Caroline. Đưa cho con Caroline bộ đó. Ui, mà đem cái cục đó về rồi nè. Ở đây, súng không xài được. Thôi bỏ đi, chơi ngu luôn. Đâm gì đây? À, map. Bản đồ của cái cầu. Rồi, chuẩn bị đáp xuống. Từ từ nha. Lên được weapon and drop it. Ôi. Xoáy à. Nó xịn cho ta. That train's going nowhere. I'm gonna drop off the crazy American
He's got that angry look on him again. Roger that. Keep up the good work. Hey, Blasco, see that railway wagon Mac number 6 dangling over the right way. Bundled up horse's head on a broken neck. Says London Nautica on it. That's its chief research scientist. Giờ làm gì? Drop you off at the nearest safe spot. Ừ, tàu quá các bạn, nguyên cái tàu luôn cả. Hiểu quá. Ôi rồi. Từ từ, để coi coi có. Thôi gắn nòng vô. Thấy bà mà đi. All right, Laskovich, find the Nazi with the white uniform and steal his identification papers. That's your ticket to the lunar base. He will be in one of the train cars there. Yeah. Không thấy gì luôn. Dao nè. Rocket launcher. À, ổn rồi. Gì? Thử coi. Chị. Từ từ nha. Ừ, được. Cái này có gì không ta? Mà sao nó bắt mình lên đây? Ừ, có cái gì lắm chứ. Ở đây, đây, đây. Giáp. Rồi. Hay thở cái ta. Thay đạn cái. Thay đạn phóng lựu. Rồi, bé chó kìa. Tủm. General direction of the spindly torque should get you closer to the target. More or less. Now. Vì ghê vãi rồi. Nhảy lên. Gì đây? Không. Kịch. Meow. Hề hước vãi. Ơ bà. Mà mình lấy cái đó là mình mất luôn cái cây. Mày nhảy vô. Mày nhảy xuống dưới hả ta? Đi trên này được không? Gì vậy? Từ từ, nãy nào bắn mình ta. Này chắc này. Ở đây chắc hết đồ lắm. Ở đây có cái secret nè. Enigma core. Ngoài kia có một con chó. Nó nằm một đống luôn kìa. Cái con này bị đè rồi. À, đi qua đây. Ghê vãi. Mình đi ở dưới trước đi, mình đi hết ở dưới trước. Thank you.
chết. À có ổ súng nữa. Chết nè. Thấy bắn không trúng vậy ta. Cái này có giáp rồi. Chết. Chết. Giờ mới chết nè. Này còn thằng chạy lầu nữa kìa. Chết rồi ta. Hai viên vô đầu nữa mà không chết thì thôi luôn. Ui. Mấy thanh niên này có súng lớn. Á à mà quả nhạc không ăn khớp gì luôn nha. Này có cái gì không đây? Còn có 3 viên phóng lựu à, thôi leo lên. There, the London Nautical Railway wagon. Inside, Death's Head's chief research scientist bound. I'm coming for you. Not to the fucking spaceman. Cô làm sao qua bên đó? Nghe đi, nó cho mình đi cái tàu khó nhất luôn. Coi kìa, lủng lẳng giữa trời vậy sao mình quá. Áp xuống rồi. Đi xuống này có mất máu không? Dễ gì cũng mất. Từ từ nha, nó cho mình đi ngược trở về nè. La, từ từ. Bắn có điện hay sao? Bên kia có súng phóng lựu rồi. Ôi, lượm được 4 cái rocket. Magman nữa nè, có đạn Magman nữa nè, 10 viên. Được rồi. Ổn rồi đó. Két đúng không ta? Ui. Con mấy dầm bàn cho con. Ôi. Đồ giáp ngon ngon ngon. Đó thằng Fergus rồi vậy. Ủa cái chỗ này đúng không ta? Ê. Thanh niên kia đang làm gì kìa. Chết. Fucking debris, smoke, Nazis everywhere. Almost got my ass shot to shite. Từ leo xuống nè. 30 viên đạn. Rồi đây. Cắt cái đó. Còn không? Dư. Nhảy sao trong không báo. Dưới kia có giáp kìa. À shotgun shell cũng được. Nãy giờ sao có bị lọt ta. Giáp đây nè. Hết full luôn. Giáp full giáp. Ống ở bển rồi ta. Rồi hai thanh niên hồi nãy nó bắn rồi nè, bay xuống nhắm này trời đó. Nhắm gì mà có mấy viên vậy trời.
Ha, cái thằng này. Lộn. Bắn hết đi. Đứng tàn hết giáp luôn. Vô. Ôi, đúng rồi sao nó không hiện đạn ta. Rồi hết rồi đó. Ra đi làm cây khác. Vô. Không được, không được, không được, không được. Này cũng hết luôn. MG gì đây? Đúng này không cắt được. Chết mẹ. Từ từ nha. Rồi, một thằng. Còn 5 viên à. Ui. Má giờ sao ta? Chết mẹ ơi, kẹt rồi. Giờ còn có cục đá mà. Rồi. Được nào đỡ đỡ hơn đó. Chưa. Ôi trời ơi. Được rồi. Lấy súng này ra bắn trước mấy viên. 3 viên hết mẹ rồi. Từ để coi nó là cái gì. Đâu sao lưng tao vậy? Không à. Xong chưa, xong chưa. Ui. Rồi. Nãy giờ mà mày ra được tao cũng biết chống sao đâu. Rocket được, hồi được còn có 1 viên một à. Lúc này cũng hết đạn mẹ luôn à. À, chẳng biết phía trước là gì luôn á. Rồi sao ta? Chết rồi. Rồi xong luôn. Không biết làm gì nữa luôn. Yeah.
đông vãi rồi. Bây giờ không biết sao luôn á, trời ơi. Hết máu luôn. Nó là gặp mình là nó bắn rồi nha. Đông rồi. Ê, chớp chớp vừa có nổ nữa. Để ra được có 10 mo. Ở đây có đồ đạc gì không? Ôi, có người nha. Mấy tài vã quá, tao mới lên đây rồi đó. Đó, máu giáp gì đi à. Rồi. Gì đây? Nó cắt được. Ồ. Heavy. Đó, giáp cái kiểu. Vả quá rồi mới lên đây á. Rồi ok. Mình mở cửa này. Thôi, mà chắc hôm nay mình cho tay theo nha các bạn. Video này cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và mình hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.